các bạn ơi. Wow, chúng ta phát hiện ở đây có một con cá mập thì phải các bạn ơi. Đây là một con cá mập khổng lồ. Bây giờ mình sẽ đưa lại gần cho các bạn cùng xem nha. Đây là một con megalodon, một loài cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Và khi trưởng thành thì megalodon nó có thể dài cho tới là 18,2 mét và nặng lên tới 60 tấn luôn đó nha các bạn. Wow, một con cá mập rất là tuyệt vời đúng không nào? Và không biết quanh đây chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác nữa không? Ta-da, chúng ta đã có một cái đồ để đựng con cá mập của mình vào rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Let's go. Wow, nhìn nè các bạn ơi, ở đây chúng ta có nhiều con khủng long lắm luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa lại gần cho các bạn cùng xem nha. Wow, có rất là nhiều những con khủng long đẹp ở đây luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu với con khủng long màu vàng này trước. Đây là con khủng long Chamsosaurus, một con khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân rất là nhanh. Ngoài ra nó còn có một cái mỏ rất là dài nữa nè các bạn. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ nó vào đây cùng với con megalodon luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long ăn cỏ. Đây là con khủng long Stegosaurus. Nó có một cái đuôi dài cùng với nhiều những cây gai ở trên lưng rất là to. Đây là con khủng long Stegosaurus nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có con khủng long Onlosaurus. Đây là một con khủng long ăn thịt. Nó có cơ thể màu xanh da trời, một cái hàm răng rất là chắc khỏe và việc di chuyển bằng hai chân đối với nó là rất là nhanh luôn. Onlosaurus. Ngoài ra mình sẽ có thêm một con khủng long rất là đặc biệt. Nó có một hình dáng rất giống như một con chuột. Đây là Indoraptor. Không biết nó có phải tổ tiên của loài chuột không? Các bạn nếu các bạn biết hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết với nha. Ngoài ra thì nó có một bộ hàm răng rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn cùng với rất là nhiều màu sắc sặc sỡ ở trên người khác nhau. Rất đẹp đúng không nào các bạn ơi? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Wow, gì đây? Rất là nhiều những con khủng long khác nhau luôn. Wow. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái búa rất là đặc biệt cùng với một cái đầu con khủng long bạo chúa rất là to. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn để cho các bạn cùng xem nha. Đầu tiên đây là một mô hình con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Một mô hình khủng long thu nhỏ nhưng độ chi tiết của nó được làm khá là đẹp và rất là giống thật luôn. Khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, tiếp theo là một con khủng long cũng rất là to. Đây là con khủng long Pachycephalosaurus, một loài khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân. Ngoài ra thì nó có một cái đầu rất là dày luôn. Đây cũng là vũ khí chính của con khủng long Pachycephalosaurus này đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ bỏ vào đây nha. Và không biết chúng ta sẽ đến với con khủng long gì tiếp theo đây. Wow, một con chim khủng long. Đây là Teprosaurus nè các bạn. Nó có một hàm răng rất là to lớn cùng với nhiều những chiếc răng sắc nhọn đúng không nào? Hai bàn tay ở hai bên cánh của con chim này sẽ giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn đó các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm một con khủng long nữa. Và đây là con khủng long Dilophosaurus. Một con thằn lằn hai màu. Khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha. Rất tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một con khủng long nữa. Và đây là Bajadasaurus. Ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Một cái đuôi rất là dài cùng với một cái cổ cũng tương đối. Ở phía trên đầu của nó còn có rất là nhiều những chiếc gai có hình xoắn ốc luôn nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Bajadasaurus nha. Tiếp theo mình sẽ có thêm một con khủng long Saichania. Đây là con khủng long ăn cỏ và có một cơ thể khá là tròn trịa và múm mím.
Trên lưng của nó còn có nhiều những chiếc gai sắc nhọn. Mặc dù vậy nhưng trông nó rất là dễ thương đúng không nào? Đây là Brachiosaurus nha các bạn. Wow, một con khủng long với một thân hình rất là to lớn, cùng với một cái cổ siêu dài luôn nha các bạn ơi. Brachiosaurus. Wow, phía bên này chúng ta sẽ có con khủng long Tyrannosaurus nha. Ăn cỏ, di chuyển bằng bốn chân, thuộc họ khủng long ba sừng và có một cơ thể màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ bỏ vào đây và để xem còn gì nữa nào. Wow, Omegasaurus, một con khủng long ăn cỏ. Khi trưởng thành thì nó có thể dài từ 8 cho tới khoảng 10 mét luôn nha. Tiếp theo là một cây búa. Đây là cây búa rất là đặc biệt như mình đã nói hồi nãy. Hai bên hông cây búa là những hình vẽ hoa văn được chạm sắc rất là tinh xảo và đẹp mắt. Một cây búa của thần sấm Thò. Thân cây búa có màu đỏ và cho mình một cảm giác cầm nắm rất là thoải mái và tuyệt vời. Wow, đây là con King Kong nha. Oh my god. Một con King Kong rất là đẹp. Nó có một bộ lông màu trắng rất là mượt, cùng với một cơ thể to lớn, săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Wow, rất thích hợp cho các bạn nào mua về để sưu tầm và trang trí đó. Đây có vẻ như là món đồ chơi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong mình sẽ có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nha. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất đa dạng và đầy màu sắc luôn đúng không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.